Anh xích thủ Trương Văn Trung anh em nhá. Mệnh danh là cái gì nhỉ? Cuồng Phong Xích. Bay quá ghê gớm, úi xoáy đây. Xoáy bay hết cả cát xích ở mặt mình. Ai là nhất, ai là nhất, ai là nhất, ai là nhất. Giờ nhà có ra mà ai là nhất, ai là nhất. Ở đây toàn số 3, số 4 thôi nhá. Nhạc toàn sai thôi. Trời ơi, bay kinh không anh em ạ, bay kinh không? Bay kinh không? Quá mạnh. Đâu đạp xe kinh thế. Ra ngoài đạo, ra ngoài đạo, ra ngoài đạo. Hay quá. À, chào anh Cao Tiến nhá. Ờ, anh Trương Văn Trung này đu hết cỡ em được 9 phút không? Đang tiện cầm máy đu thử luôn đây, em được 9 phút không? Đạp xe em được 9 phút không anh em nhá? Lấy cho anh Trung lên video dài luôn. Tối về xem nhá, ôm vợ xem. Xa xa gần gần lại Santo anh em ơi, Santo nhá. Rơi xuống anh em, mình rơi xuống này, rơi tự do này. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Anh Trung chào khán giả cái nào. Chào 500 em nhá. Đấy, rồi ok.